Nasau hayo gozaimasu. Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cận cảnh quy trình nội soi dạ dày ở Nhật Bản được tiến hành như thế nào nha. Trước khi đến bệnh viện thì các bạn hãy nhớ là mình phải đặt lịch khám trước nha. Và vì là nội soi nên là từ 9 giờ tối ngày hôm trước các bạn đã không được ăn và không được uống các loại nước ngọt hay rượu chè gì cả. Các bạn lưu ý điều này nha. Trước khi vào nội soi thì bác sĩ ở đây có hỏi qua tình hình và triệu chứng của bệnh nhân. Thì cô y tá tiến hành chuẩn bị máy móc hoặc là thuốc men gì đó. Nhìn rất là chuyên nghiệp. À, mà đúng là chuyên nghiệp mà. Sau đó sẽ được cấp phát một bộ quần áo như thế này để trong lúc nội soi có bị nhiễu nước miếng đi chăng nữa thì cũng không gây dơ quần áo của bệnh nhân. Và sau đây là những chuẩn bị để trước khi vào nội soi. Anh uống hết cái này vào trong miệng của mình nhé. Cái này mình không có nuốt luôn nha. Cái này mình chỉ để cho cái cổ họng của mình nó ngấm vào thôi. Ý như là thuốc tê á. Ngậm ở trong mồm. Ngậm ở trong miệng. Camera ga nhổ ra. Camera ga kōru toki ni ne, shigeki ga sukunai ni chotto shibire sasemasu. Để khi mà mình cho cái ống kia vào nó không có làm kích thích quá đau cái cổ họng của mình nên là mình ngậm cái này. Nhưng mà cứ ngậm thôi xong liệu có bỏ đi không? Nomikomanai desu yo ne. Nan fun gurai? À, 5 phút desu. 5 phút. Hai. Thời gian hết rồi mata koe kagemasu ne. Chotto skoshi ushiro ni. Khoảng 1 tiếng sau là nó hết á. Thuốc tê mà. Tê cả mồm. Hơi khó chịu một xíu, tôi chịu khó nha. Anh cảm thấy nó bị khó chịu nhưng mà anh đừng có nuốt vào trong nhé. Nếu mà cảm thấy nó bị ứ ở trong miệng của mình thì cứ nhổ nó ra. Hay. Thêm một loại thuốc nữa nha. Cô sẽ xịt cái này là cũng có tác dụng là để cho cổ họng của mình nó bị tê đi để mình lát nữa mình cho ống vào nó dễ đó. Thì khi mà cô xịt đó anh đừng có nuốt vào bên trong nó sẽ dễ bị sặc á, nên thành ra là mình khi mà cô đang xịt đó mình mình phát ra cái tiếng đó luôn nha. Thì nó sẽ không có vào trong cái họng cổ của mình. ちょっと、はい、じゃあ吹きかけるね。ああ、はい、いいですよ。これはね、大変。じゃあ、ここベッドに寝ます。で、もう、もう、もう。ちょっと、どうしますか?出しますか?そのまま。ティッシュに、ティッシュに。あ、はい。じゃあ、乗れるね。
何個は苦いですね。そうそう苦い。靴脱いで。コムサルアナ。ここ頭で。で私の方見て真横になります。Nhìn quay về người về phía cô á. もうちょっと後ろかな。Thế anh lùi về sau một xíu, lùi về đây một xíu. でこう来てこう来て。あのね、肩に打つ注射は胃の動きを和らげるお注射です。ここに打ちます。はい、胃が動いてると見にくいので、ちょっと胃の動きを和らげるお注射をここに打ちます。で、ちょっとぼーっとしてカメラ検査するときにね、はい、気持ちが楽になるようにする検査をここからします。静、はい、脈注射。はい、でちょっと血管を先に確認させてください。Cô ta sẽ kiểm tra mạch máu một xíu. Cái chỗ này á, là để cho mình đi vào giấc ngủ nó dễ nè. À, đi vào giấc ngủ. Còn cái chỗ này á, là để cho cái dạ dày của mình nó mềm lên, mềm ra để mình dễ okay, quan sát ha. Thế là nè, お腹をちょっと緩めてください。Anh cởi cái này cho nó thoải mái một xíu. 検査の時は胃に空気を入れながら見ます。こうペシャンコになってる胃をこう空気入れて膨らませてみるので、はい、ちょっとお腹が張ってきます。Thì tại vì sao phải làm như thế này á, là tại vì khi mà mình cho cái ống này vào thì người ta sẽ cho một ít không khí vào để cho cái ruột, cái dạ dày của mình nó nở ra, người ta dễ quan sát. Nên là kêu anh tháo cái dây thắt lưng ra là vậy. Đó là ちょっとゲップが出そうになるんやけど、まあできたらちょっと我慢して。Giả sử như mình bị ở, mình cảm giác là mình muốn ở nhưng mà phải cố gắng nhịn một xíu nha. もう我慢できんかったらしょうがないけ。大丈夫。で、検査中唾が上がってきてもダラダラそのまま出してください。もう気にせんでいいから。Trong cái lúc mà kiểm tra không có ngồi dậy như thế này được nên thành ra là nếu mà anh cảm thấy có nhiều nước bọt á thì nuốt mà được không? Không phải. Anh nó người ta sẽ để một cái ở đây anh cứ nhiễu ra trong ra đó cho người ta nhé. Ghê bỏ không ạ? Cái chỗ chưa đây ですね. 横向いとって、ほんで検査中はこうやって真横向いもうちょっと下かな。そう、ちょっともう少し。はい。少しもうちょっと上。で、じっ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 、まあ、大丈夫そうなら大丈夫で、検査中はこうなって真横この体勢、うん、anh cứ nằm trong lúc mà kiểm tra nội soi á, anh cứ nằm như thế này nha. ちょっと気持ち悪くなりました。
Thank you.
口の中をゆすぐだけで喉の奥にはやらないでください。ガラガラはダメ。ăn súc miệng sơ sơ thôi, đừng có súc xuống cổ họng nhé. Cứ chỉ nói là bực bực cứ trong miệng thôi. Súc vào trong miệng. Ngày hôm đó thì các bạn lưu ý mình chỉ nên ăn đồ dễ tiêu hóa thôi nha. Ví dụ như là cháo hay mì ô tô hoặc là trứng. Không uống rượu bia hay sử dụng các gia vị cay nha. Nếu mà ai đi làm thì sẽ đóng bảo hiểm và như vậy thì các bạn chỉ cần phải trả 30% mà thôi. Bên Nhật thường nó sẽ có những cái phòng thuốc riêng nên là mình sẽ qua đó mình lấy thuốc. Các bạn ở bên Nhật mà cảm thấy mình đau quá hoặc là uống thuốc hoài mà không khỏi thì mình khuyên các bạn nên đi siêu âm thử nha. Tại vì khi mà siêu âm thì nó sẽ cho cái kết quả chính xác hơn rất là nhiều. Cái kết quả siêu âm của ảnh là bị trào ngược thực quản nhưng mà ở mức độ nhẹ thôi. Thì mình có nghe người Nhật nói là những người mà bị bệnh này á thường là do bị stress gây nên á. Nên thành ra các bạn sống ở xa nhà thì các bạn cố gắng để ý tới vấn đề sức khỏe của mình. Tiếp theo nữa là đừng suy nghĩ quá nhiều hoặc là đừng lo lắng quá nhiều. Và cố gắng hòa nhập vào cái cuộc sống ở bên này để giảm những cái tình trạng mắc bệnh ha. Tại vì thật ra chỉ có mình thì chăm sóc được mình thôi. Nên các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Nếu các bạn có thắc mắc hay là muốn hỏi gì thêm về cái vấn đề nội soi hoặc là thăm khám sức khỏe ở bên Nhật thì các bạn cứ để bình luận ở bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời trong khả năng của mình có thể nha. Và mình mong các bạn hãy luôn khỏe mạnh, luôn lạc quan, luôn bình an và nhất là giữ một tinh thần làm việc thật là tốt. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.